Công Phượng lần đầu khoe con trai Mito. Lần đầu tiên từ khi lên làm cha, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức khoe hình ảnh cậu con trai Mito của mình trong một lần đi hát karaoke cùng các đồng đội Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng là người sống khép kín, và anh càng kín đáo thông tin đời tư cá nhân từ khi kết hôn với bà xã Viên Minh. Bởi vậy đến lúc này thông tin về vợ chồng anh cũng như cậu con trai hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Khá nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ Công Phượng từng được huấn luyện viên Park Hang-seo cho phép ở nhà trong đợt tập trung hồi tháng 8 2021 để đỡ đần và chăm sóc vợ vượt cạn. Cậu con trai của Công Phượng, theo lời kể của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, rất kháu khỉnh. Tuy nhiên vì muốn để con trai phát triển bình thường và tự nhiên nên Công Phượng vẫn chưa một lần công khai đăng hình con. Riêng với các đồng đội và ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai thì lại là câu chuyện khác, vì họ không khác gì người một nhà. Trước đó, trợ lý huấn luyện viên thủ môn Trần Quốc Việt đã đăng lên mạng xã hội khoảnh khắc Công Phượng gọi video call cho vợ con. Huấn luyện viên Kia Tisak đang ngồi gần và chân sút của tuyển Việt Nam rất vui vẻ khoe cậu con trai với người thầy. Được biết con trai của Công Phượng được đặt tên là Mito. Có lẽ là một cách kỷ niệm chuyến xuất ngoại chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ Mito Hollyhock. Có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của huấn luyện viên Kia Tisak khi nhìn thấy quý tử của cậu học trò mình. Một khoảnh khắc thư giãn thú vị khi suốt thời gian qua hai thầy trò và cả đội bóng đã dầm mưa, dãi nắng tích cực tập luyện chờ đá AFC Champions League. Mới nhất, một đoạn video clip các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đi hát karaoke giải trí sau buổi tập đã bắt được khoảnh khắc Công Phượng lần đầu khoe con trai chỗ đông người. Nhìn chàng trai Mito thực sự kháu khỉnh và đẹp trai. Ngồi bên cạnh chồng và con trai, Viên Minh rất vui vẻ và bật cười rạng rỡ khi thưởng thức giọng hát của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, Mito lúc này đã 8 tháng tuổi và được các đồng đội Hoàng Anh Gia Lai nhận xét là nhìn ghét lắm. Theo kế hoạch, Hoàng Anh Gia Lai và Công Phượng sẽ đá AFC Champions League trên sân Thống Nhất với lịch dự kiến gồm trận ra quân gặp Yokohama Marino ngày 16/4, tiếp đó sẽ là Sydney Fan Club ngày 19 tháng 4, giờ Eon Buka Hyundai Motors ngày 22 tháng 4, trước khi đá lượt về và khép lại vòng bảng ngày 1 tháng 5.